Xin chào các bạn đã tiếp tục quay trở lại với buổi live stream trực tiếp của trung tâm thẩm mỹ Tuân Dương. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với cả nhà, chúng tôi đang điều trị một vị khách hàng cái tình trạng là nốt ruồi này, mụn cơm, mụn thịt. Thì như các bạn đã biết, cái tình trạng này thì nó mọc ở rất là nhiều ở cái vùng cổ này, vùng vai, vùng gáy này. Đây, như các bạn nhìn thấy này, bác khách hàng đây là cũng đã trung tuổi, mọc rất nhiều ở các cái vùng cổ, vai, gáy này, rồi thì vùng nọng cằm này, má này. Thì để xử lý cái tình trạng này, chúng tôi sẽ sử dụng cái gọi là công nghệ laser CO2. Công nghệ này của chúng tôi thì ưu việt là sẽ loại bỏ hết cái tình trạng này và sẽ không để lại sẹo cho các bạn nhé. Đó. Mời cả nhà cùng theo dõi cái quá trình chúng tôi điều trị này. Đó. Thì như các bạn đã biết, với những cái nốt mụn thịt này, u nhú u gai này mà các bạn cứ để đấy thì trong quá trình mình đấy thì càng ngày nó càng lan rộng ra. Thế rồi thì mình không điều trị sớm thì trong những lúc quá trình nó lan rộng ra, các bạn sẽ cảm thấy nó ngứa ngáy, nó khó chịu. Thế rồi thì nó rất là bận bận, các bạn thấy không? Có những nốt rất là to. Nốt rất là to này. Có đau rát là gì không cô? Không. Rất là nhẹ nhàng luôn. Chỉ trong độ mới lốt nhạc là chúng tôi sẽ xử lý được hết ngay cái tình trạng này thôi. Đó, các bạn thấy không? Hết phăng ngay luôn. Nguyên nhân gây ra các cái tình trạng này thì nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân các bạn nhé. Nguyên nhân do lão hóa tuổi già này, nguyên nhân do cơ chế ăn uống này. Bạn nào mà đang có những cái tình trạng như vậy thì có thể inbox trực tiếp, chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho các bạn nhé. Với cái công nghệ CO2 của chúng tôi đây thì sẽ đánh bay hết được cái tình trạng này. Đơn giản và hiệu quả, nhanh chóng các bạn nhé. Điều trị xong về cũng không phải kiêng khem nước gì, các bạn chỉ sẽ bôi thuốc theo hướng dẫn của chúng tôi, 1-2 hôm rồi da sẽ đồng đều với màu da thôi. Nhiều khách hàng trước khi đến với trung tâm Tuân Dương chia sẻ lúc nào trong quá trình chưa điều trị là nó cứ lẩn sẩn hết ở trên cái vùng cổ vùng ấy này, thì tắm kỵ, cứ tưởng là ghét kỵ mãi không sạch. Các bạn nào đang bị cái tình trạng như của khách hàng đây có thể inbox trực tiếp dưới cái live stream này, bác sĩ sẽ liên hệ và tư vấn cho các bạn một cách chi tiết và cụ thể nhất. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi quay live stream tiếp theo các bạn nhé. Xin chào các bạn ạ.